giúp cho tim chúng ta co bóp được mạnh hơn, giúp cho nhịp tim đập chậm lại và chúng ta cảm giác là khỏe mạnh hơn. Với các cái tác dụng rất là tốt như trên, nhưng mà nhung hiêu thì nó còn có một cái tác dụng là hỗ trợ làm tăng cường hệ thống miễn dịch. Nó làm tăng được cái số lượng hồng cầu và các huyết sắc tố, cũng như làm tăng sinh các cái tế bào hồng cầu, bạch cầu trong máu. Và khi chúng ta kết hợp ba cái loại thảo dược mà tôi đã nói ở trên với nhau thì hiệu quả sẽ được tăng lên gấp nhiều lần. Tuy nhiên, để sản phẩm mang lại hiệu quả tối ưu thì cái việc mà cân đo, đong đếm, định lượng cho từng loại thảo dược như thế nào để cho nó phù hợp với nhau là rất là quan trọng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các cái sản phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe, và sản phẩm tinh chất sâm núi trầm hương Golden Dragon là một trong những cái sản phẩm mà tôi đánh giá tương đối là cao về chất lượng cũng như là tính an toàn của nó. Bởi đây là cái sản phẩm mà nó ở dưới dạng tinh chất, nó có chứa một hàm lượng saponin tương đối là cao. Khi chúng ta nhìn kỹ sẽ thấy cái độ đậm đặc của nó khác hẳn so với những cái dòng sản phẩm khác trên thị trường. Nhờ vậy mà khi chúng ta sử dụng tinh chất sâm trầm Golden Dragon sẽ đạt được những hiệu quả tối đa. Thứ nhất là nó có tác dụng kích thích protein huyết thanh, giúp phát triển sức mạnh thể chất, chống suy nhược cơ thể, cải thiện hệ miễn dịch, từ đó giúp hoạt động thể chất, học tập và làm việc được nâng cao hơn. Tiếp theo đó là tác dụng bổ máu, cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ các cái bệnh về thần kinh, giảm căng thẳng, mệt mỏi một cách nhanh chóng. Phòng ngừa ung thư, giảm sự hình thành khối u, chống xơ cứng động mạch, cải thiện tình trạng liệt dương, tăng cường sinh lý nam giới cũng là những tác dụng rất là tốt của sản phẩm này. Ngoài ra thì sản phẩm này nó còn hỗ trợ viêm đau xương khớp khá hiệu quả nhờ các cái thành phần chính có trong nhung hiêu như là pantocrine, magnesium, calcium, carbonate, collagen. Các cái thành phần này sẽ giúp giảm tình trạng viêm khớp, tăng cường khả năng bôi trơn các cái khớp xương. Và nhờ có các dưỡng chất có trong nhân sâm sẽ giúp ngăn ngừa lão hóa, tăng cường tuổi thọ, giúp cho da dẻ chúng ta được hồng hào hơn, tươi tắn hơn, hạn chế các khiếm khuyết như là mụn trứng cá, rồi các vết thâm nám, tàn nhang tốt hơn. Tiếp theo đó là khả năng kích thích hưng phấn cho hệ thống tuyến yên, tuyến vỏ thượng thận. Và bên cạnh đó thì bộ ba thảo dược nhân sâm kết hợp với trầm hương và nhung hiêu sẽ giúp hỗ trợ điều trị cho các bệnh về thần kinh như là bệnh đau đầu này, rồi chứng mệt mỏi này, hạn chế cái tình trạng mất ngủ, kém ăn và cân bằng sinh lý. Đây là sản phẩm được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại, quy trình đạt chuẩn GMP, HACCP và đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam. Sản phẩm này là sự kết hợp hoàn hảo của bộ ba thảo dược quý giá, đó là hồng sâm núi 6 năm tuổi, trầm hương phối hợp hài hòa với nhung hiêu từ New Zealand cùng với các cái thành phần thảo dược khác, mang lại sự kết hợp hoàn hảo giữa truyền thống và hiện đại để giúp bồi bổ sức khỏe một cách đáng kể, hỗ trợ đẩy mạnh quá trình tạo máu, cải thiện tuần hoàn và tác động mạnh đến quá trình trao đổi chất trong cơ thể, đồng thời hỗ trợ gia tăng sức đề kháng, hỗ trợ cải thiện hệ tim mạch. Đây là một sản phẩm cũng hỗ trợ cải thiện chức năng cho thận một cách đặc biệt, thích hợp dành cho những người mà bị thận hư, thận yếu hay là sử dụng bia rượu nhiều. Một điểm nữa mà tôi đánh giá cao sản phẩm này đó là để giữ trọn vẹn dưỡng chất và hương vị nguyên bản của các thành phần dược liệu thì sản phẩm sâm núi trầm hương Golden Dragon được áp dụng một quy trình chiết xuất đóng gói công nghệ cao của Hàn Quốc. Từ đó, sản phẩm không chỉ đem lại hiệu quả sử dụng vượt trội mà còn sở hữu mùi vị đặc trưng, thơm thảo của nhân sâm, của trầm hương và nhung hiêu. Đặc biệt, dòng sản phẩm này được thiết kế vô cùng tinh tế, được đóng hộp sang trọng, rất thích hợp để sử dụng làm quà biếu, làm quà tặng cho những người thân yêu. Với những công dụng vượt trội như tôi đã phân tích ở trên, thì sản phẩm tinh chất sâm núi trầm hương Golden Dragon hoàn toàn có thể phù hợp với tất cả các lứa tuổi và giới tính, nhất là với những người mà làm việc với cường độ cao, chịu nhiều áp lực dẫn đến cơ thể bị mệt mỏi, trí não bị căng thẳng. Rồi những người mà bị suy nhược cơ thể, lao lực do làm việc quá sức, muốn bồi bổ sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch. Những người mà bị yếu sinh lý cần được cải thiện theo phương pháp tự nhiên. Rồi những người mà bị căng thẳng, xuất hiện tình trạng lo âu, bồn chồn, mất ngủ thì cũng có thể sử dụng được. Những người kém ăn, đặc biệt là những người mà già yếu, tinh chất sâm núi trầm hương Golden Dragon là một sản phẩm dạng uống vô cùng bổ dưỡng và tiện lợi. Cách sử dụng của nó cũng rất là đơn giản. Với những người trưởng thành thì nên uống một ngày từ 1 đến 3 lần, mỗi lần một tuýp. Còn đối với trẻ em dưới 15 tuổi thì chỉ dùng bằng một nửa liều của người lớn.
Các bạn lưu ý khi sử dụng sản phẩm này, thứ nhất là chúng ta nên uống trước bữa ăn để đạt được hiệu quả tốt nhất và chúng ta sẽ dễ dàng hơn khi chúng ta pha với nước để uống. Thứ hai là không được sử dụng cho phụ nữ có thai, rồi phụ nữ đang cho con bú và những người mà bị mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thứ ba là đối với những người mà bị ít ngủ, khó ngủ hoặc ngủ không sâu giấc ấy, thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm vào buổi sáng và buổi trưa hơn là vào buổi tối. Đây là một cái sản phẩm hỗ trợ sức khỏe nên là người dùng phải kiên trì sử dụng hàng ngày và kéo dài trong vòng ít nhất là 2 đến 3 tháng trở lên để có thể cảm nhận được tác dụng rõ rệt của sản phẩm. Sản phẩm này nó không có chất bảo quản nên rất là an toàn khi chúng ta sử dụng.